Xin cảm ơn quý vị. Có phải vì tôi chót phận nghèo, nên đời chẳng có tình yêu? Tháng năm, năm tháng ta xuôi ngược, mang tên con số nghèo. Cũng vì mê gái tấm thân mới chèo queo, nhưng dám chơi dám chịu mà đâu có teo. Nhà băng tôi rút một cái dèo, giờ tôi đi ngủ trong chuồng heo. Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo, cho em thì mua món nào nàng không thèm, mình đem đi trả mua cà lem. Thôi thôi anh ơi đừng nói mà chi câu nói biệt đi, lòng này thêm đau xa. Anh ấy bình tâm mà nghe tôi nói, tôi nói nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, còn hơn đứng đây nói với kẻ không nhà. Đây, đây, chịu nhẫn. Mày tôi hết bài bỏ đâu vậy cha? Ê mày đừng có tưởng mày người Tàu muốn nói gì nói mày. Trời ơi, thấy đúng rồi không? Thấy kẻ sang bắt hoàng làm họ, thấy không? Thấy người khó có bỏ đi luôn à. Trời ơi, xin lỗi nha, nói xin lỗi quý vị nha. Trời đừng thấy ăn mặc về coi thường à. Một hồi chút xíu tôi ra ngoài kia tôi kéo jackpot cái đừng làm quen à. Xin lỗi. trời. Thôi à. Cha vừa thôi cha. Dạ. Cái tướng cha mà jackpot hả? Ủa chứ tướng sao mới jackpot? Cái tướng cha ra ngoài kia hồi là jackpot luôn á.
trời ơi, tướng mấy người chú chắc bót người ta thấy không? Dáng hình đầy casino hết trơn thấy không? Thấy không? Mặt mày hồng hào mập mạp, vậy ta mới chú chắc bót được. Còn cái tướng anh nó nhiều lắm mà chú 3-7 xanh nè. Làm sao vậy? Tướng ốm nhách xanh lè. Ủa tướng vậy tướng 7 xanh nè hả? Trời ơi, vậy mà cũng dòm người. Đó vậy là tôi đổi liền rồi, chút xíu qua tôi đánh blackjack. Ủa sao vậy? Dòm tôi giống ếch chuồng. Trời ơi, ra là chúng lắc chắc liền ha. Nhưng mà tôi nói anh nghe, trời, cái này là mình đang trình diễn bài hát liên khúc nghèo. Không hát nghèo là phải hát cho nó đàng hoàng. Đúng rồi. Vũ mặc đồ vậy hát nghèo gì? Được. Xin lỗi à, bộ đồ này tôi đem ra ga ra sale á, tôi bán một cái là tôi kéo tới sáng luôn á. Chứ sao ai mặc đồ vậy? Bài nghèo á là phải ăn mặc như anh vậy là mới hát bài nghèo. Quá trời nghèo luôn thấy không? Bài nghe vậy. Cái này là ăn mặc, này là ăn mặc theo cái kiểu fashion đàng hoàng à. Fashion là gì? Fashion á. Thời trang đó hả? Fashion á. Trời ơi, hú hồn. Trời ơi, anh mà anh mặc vậy no fashion vậy nãy. Fashion gì biết không? Không fashion gì. Cái này là fashion là kêu bằng summer fashion á. No fashion của người Hoa hả? Không, fashion của người Anh á, người Mỹ á. Người Mỹ sao nghe tên lạ vậy? Summer fashion mà. Summer fashion á. Trời ơi, ông lo tiếng Anh tôi nghe giống tiếng Tàu á, ông nội ơi. Là làm là cái gì? Summer fashion là fashion mùa hè đó. Summer đó. Trời ơi, summer mà không có summer. Trời ơi, tôi tưởng người Tàu chứ. Summer fashion. Thời trang mùa hè đây. Summer fashion. Trời đất ơi, tôi dòm anh tôi thấy mùa đông giá phủ quá. Ủa sao? Trời ơi, mùa hè gì đâu, mặc bích chịch về mùa hè vậy? Không, tại vì cái này là bước qua mùa đông rồi mới khoác cái áo này nè. Không khoác cái áo này lạnh thấy mẹ luôn á. Cái mùa hè anh mặc sao? Mùa hè không có mặc cái áo khoác này. Đâu đâu, bây giờ anh nói summer fashion thì anh phải mặc cái giống đàng hoàng chứ. Cho anh coi hả? Summer mặc sao nè? Cho anh coi liền sợ gì? Chứ giày đâu có giống summer. Trời ơi, ghê quá ông nội ơi, chùm lại cái đi, chùm lại. Trời ghê quá. Ý mà hay nha. Trời ơi, mới phát giác ra, quay vòng ấy. Trời ơi, vậy mà sao nghèo được trời. Sao trời vậy? Ơi, anh mà anh biết một cái là anh vô tỷ phú. Vụ gì? Anh biết á, anh mặc bộ đồ này phải không? Anh làm ra tiền đó. Anh vô mấy cái chỗ mà người ta làm farm á, mấy cái người mà ta có giường tượng rồi đó. Anh vô đó là nó mướn anh 1 giờ 20 đồng. Trời ơi, thiệt không? Công việc dễ dàng lắm, làm vô gì đó gì? Anh thấy không? Anh chỉ mặc bộ đồ vậy ha. Cái đứng giang tay ra vậy thôi. Giang tay ra. Đứng ngay giữa giường của người ta, giữa cái farm mà đứng giang tay vậy thôi. Biết chi không? Chi? Đuổi chim. Trời ơi, giống như mấy người nhân mà đuổi chim chóc rồi đó, nó vừa bay vô thấy anh từ xa nó té cái bịch nó chết ngắt liền. Trời ơi, vô mặc bộ đồ muốn ói luôn à. Nói người ta nhìn lại mình fashion. Nói người ta nhìn lại mình đi cha ơi. Cái gì? Trời ơi, chê xanh người ta rồi đầy rác rồi nhìn lên coi trên kìa. Đó đồ nghèo mới là đồ của anh á. Ơi xin lỗi à, đồ anh nói fashion là phải nói bộ đồ này. Của anh có mùa hè thôi. Của tôi là nguyên một năm. Nguyên năm không? Mặc mùa nào cũng vô hết trơn á. Anh vậy? Biết cái loại này là gọi loại gì không? Như bản gì? Người ta gọi cái này là fashion car wash. Fashion gì? Car wash có nghĩa là rửa xe đó. Rửa xe đó hả? Là anh sao? Anh đi vô mấy cái chỗ rửa xe là anh thấy đồ fashion y như tôi vậy nè. Thấy không? Cứ ngày hàng ngày xe vô của tôi làm gì 5 đồng. Mặc 1 năm là nó phải te tua vậy chứ cha. Trời ơi. Ê, nhưng mà nếu mà xe vô eo cái 5 đồng làm gì nghèo dữ vậy cha. Thì giàu chứ, ai nói anh nghèo. Hả? Giờ nghèo quá nè. À, nghèo hả? Muốn biết tại sao tôi nghèo hả? Tại sao nghèo? Nghe kể nè. Hồi xưa giàu lắm mà. Hôm nay tôi chơi nhậu say quên buồn đời.
Tại vì ăn nhậu quá nghèo phải không? Ờ vậy đó. Trời ơi, tôi nói hoài, hồi đó còn giàu tôi nói hoài không chịu nghe. Tôi nói Liêm ơi, đừng uống rượu nhiều. Uống nhiều nó tốn tiền mà rượu nó độc dữ lắm. Bậy bậy bậy, biết nó không biết, biết thôi nha. Ai nói anh rượu là thuốc độc? Chứ lại gì? Anh nghe ta nói hả? Rượu là dư hương của thiên tử thánh thần. À. Rượu là ngũ cốc suy tinh túy. Rượu là do gạo, do nếp làm ra. Uống giống như ăn, không có công nhai mỏi miệng. Tại vì sách có câu á, chim khôn chọn cây lành mà đậu, gái khôn chọn mấy nhậu mà nhờ. Tâm phải không, phải không la dữ sao? À, tại vì phải rồi, tại vì lỡ mai sao mà nó có chết tụi chết bờ á thì hòm rương mình khỏi tốn, bàn thờ khỏi đốt nhang. Thì có một biết gì tư á, anh nghe cũng sách có câu nè. Câu người sao? Ta nói là nam vô tủ như kỳ vô phong. Đúng. Tức là đàn ông con trai mà không có rượu giống như cầu mà nó không có gió vậy đó. À cái đó đúng. Nó cứ dày hoài. 6 giờ ráng lên 7 rưỡi, còn 7 rưỡi 6 giờ thấy không, trời mình còn chán được nó tới mấy bà. Vậy chịu nổi không? Thôi coi vậy mà tôi vô ba chai coi. 12 giờ không biết rượu gì hết trơn à. Thôi đi em ơi, vừa phải thôi em ơi. Trời ơi, ở đây có mấy anh xô bắt chân tôi uống ba chai liền. Tôi nói anh hoài à, bây giờ đó tôi nói anh hoài à, anh đó phải lo làm ăn à. Chí thú làm ăn đi, đâu có xảy ra cảnh ngày hôm nay. Không chịu nghe lời tôi, không chịu học hỏi tôi, phải coi gương tôi, phải học hỏi tôi. Bây giờ tôi chết mẹ em cũng vậy. Trời ơi, tự khuyên răng đầu sao, cuối cùng tại ơn tôi chứ sao cũng vậy được. Trời ơi, tôi còn được cái quần dài à, còn anh quần ngắn cũng à. Nhưng mà xưa anh cũng giàu có dữ lắm mà, tiền vô như nước, nhưng mà sao giờ thê thảm dữ vậy? Ủa vậy hả? Sao nghèo quá trời vậy? Ở kể cái lý do coi sao tôi nghèo. Tôi kể cho nghe. Ừ. Nhảy nè, giống Nguyễn Hưng nè. Nguyễn Hưng này hả trời? Nhà hàng. Ngày xưa em nghèo đói lang thang, tôi thấy em đẹp tôi tan, dớt em về đêm đêm mình tình tan. Rồi khi em bước vào nhà hàng thì tôi đương đầu với gian nan. Em thấy tôi già em chán, bán nhà hàng ôm tiền em theo trai. Nghèo. Trời ơi, vậy cũng kể ra không biết nhục. Nghèo như tôi tương tích. Tôi làm ra tiền tôi ăn tôi nhậu tôi nghèo tương tích. Còn anh làm ra nhiêu tiền có đưa cho gái á. Tại vì gái dạ nghẹt. Ý anh nói là anh nhậu không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc phải không? Ừ, chứ sao nữa, ăn uống là phải có bổ à. Còn tôi chơi với con gái thì không có sướng chỗ này cũng sướng chỗ khác chứ bộ à. Trời ơi, kỳ quá. Anh nghe ta nói, anh ta nói là bắt thang lên hỏi ông trời. Có tiền cho gái có đòi được không? Ui tầm thường, tôi hỏi rồi. Hỏi sao? Bắt thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được chăng? Ừ. Ông trời ông trả lời rằng, tao còn bị giật chứ huống chi là mày. Ngon cho mượn em. Giật cho em. Cỡ nào đâu cũng được. Ở đây có nhiều người bị giật lắm nè, thì khoái. Vỗ tay lời. Rồi mà tôi nói anh nghe, tôi đâu chơi vậy đâu, cháu hai cái đó là không có tốt đâu. Không có tốt cái mà. Gì cũng vừa phải thì nó mới hay. À. Thôi bây giờ tôi đề nghị gì nè, sẵn có bà con cô bác đông đủ em, thôi mình cũng hứa câu đi. Hứa bỏ ba cái gì cái tật này đi, à. Để mình làm lại cuộc đời, đồng ý không? Tại ta ưa nói là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đúng, nghèo cho sạch, rách cho. Cho nên là cái... Thôi xạo đi cha. Sao vậy? Nãy đứng gần ông Thúi thấy mẹ. Thì cao quá cả năm trời mà. Ông Thúi quá ơi. Nghèo cho sạch, rách cho thơm là tôi nè. Ngửi coi. Ờ sao thơm quá. Không. Sao hay vậy? Nó nghèo nó sưới quá trời, giữ được cho mùi thơm quá trời quá đất kìa. Chị mới ngon chứ. Có phương pháp cho chị coi. Nghe không có. À. Tại vì thiệt ấy mình phải thủ phải không? Nhiều khi đi ngoài đường thấy con gái đẹp đẹp phải móc cho dầu thơm ra xịt liền. Có dầu thơm. Có dầu thơm. Ừ, nãy giờ tôi thấy hoa hậu quá trời quá đất. Xịt cho thơm miếng để đi ngang ta kỳ lắm. Uống không? Xin miếng xin. Trời ơi tôi rộng rãi lắm, nghèo nghèo xin chó ha. Rồi đi ngang mấy con không dám đứng gần. Sao vậy? Trời ơi, cái này dầu thơm gì ông nội? Chứ này gì? Cái này đồ ta xịt trong toilet á. Ê! Phải không? Ờ, đất ơi, hèn chi lúc này tôi thấy toilet ta hôi quá trời quá đất à. Như chai động vớt hết trơn vậy đó hả? Không sao nhưng mà cũng thơm lắm á, xịt xem đi. Ê, đó. Thôi hết rồi. Không, còn mà, còn. Hết, ý là tôi nói tiết mục tới đây hết rồi, chào bà con cô bác. Ủa vậy hả? Mà quý vị có bảo Liêm Dân Sơn đến đây chấm dứt, xin thân ái kính chào quý vị. Bữa trang này tôi không cắt ở nhà dì Thảo nữa. Thôi trả đi anh. Giớt nó anh Thảo.
Một lần rồi thôi, xa rời nhau. Đêm từng đêm nhớ nhớ, ái ân qua mau, nhớ hình bóng dáng và môi cười. Chờ mong em về bên anh, hãy hứa với anh duyên tình nồng cùng nhau dệt mộng quên tháng năm. Một lần rồi thôi, xa thật xa. Đêm từng đêm nối tiếc.